Trong tháng 11 năm 2019, đã xảy ra 3 vụ tai biến sản khoa rất nghiêm trọng tại Bệnh viện Phụ nữ quận Hải Châu, Đà Nẵng, khiến 2 sản phụ tử vong và 1 sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch. Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội vào chiều 20 tháng 11, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã nắm được sự việc khi mới xảy ra. Ngay từ chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 11, lãnh đạo Bệnh viện Phụ nữ đã gọi điện báo cáo và bà đã đến ngay Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng nơi các sản phụ được chuyển đến điều trị để nắm bắt tình hình. Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng: Chúng tôi xác định đây là sự cố y khoa hết sức nghiêm trọng. Ngay sáng thứ Hai ngày 18 tháng 11, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra gồm các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Nhi, bác sĩ gây mê hồi sức của Bệnh viện Đà Nẵng, cũng như trung tâm kiểm nghiệm, cán bộ khoa dược để rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các quá trình liên quan. Đoàn đã có biên bản sơ bộ đánh giá tình hình và ngay trong ngày, Sở đã chỉ đạo dừng ngay tất cả các hoạt động ở phòng mổ của Bệnh viện Phụ nữ, bà Yến nói. Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng thông tin, quá trình làm việc, kiểm tra, đoàn đặt nhiều nghi vấn đến chất lượng của thuốc tê. Ngoài dừng toàn bộ hoạt động phòng mổ, chúng tôi cũng cho dừng ngay việc sử dụng và niêm phong toàn bộ lô thuốc tê này ở Bệnh viện Phụ nữ. Quá trình kiểm tra, niêm phong xác định, ở bệnh viện có 250 liều thuốc tê và đã dùng hết 130 liều, còn lại 120 liều bị niêm phong. Sở Y tế cũng yêu cầu toàn bộ các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng có sử dụng thuốc tê trong lâu này phải tạm dừng sử dụng. Chúng tôi cũng đã làm việc với Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương và gửi mẫu này ra để kiểm tra. Bên cạnh đó, cũng đề nghị bệnh viện có báo cáo cụ thể về phản ứng có hại của thuốc lên Viện Kiểm nghiệm của Bộ Y tế, bà Lính nêu rõ. Người đứng đầu Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, hiện nay còn một sản phụ cũng đang trong tình trạng nguy kịch và nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Do đó, Sở đã chỉ đạo bệnh viện từ chiều Chủ nhật đến nay tập trung hết sức lực cứu sống sản phụ. Đối với hai bé sơ sinh hiện sức khỏe rất tốt, bà Lính nói và cho biết đã chỉ đạo bệnh viện đến thăm hỏi đối với các gia đình sản phụ tử vong.